Mến chào quý vị và các bạn, Thúy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất để quý vị và các bạn có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thêm một video được đăng tải trên Internet gần đây cho thấy hồ chứa nước Long Đường ở biên giới Quý Châu và Quảng Tây đã bị vỡ kè. Dòng nước chảy xiết dâng cao gây ra sóng lớn. Người dân địa phương đã phải chạy nhanh đến nơi có địa hình cao hơn. Mưa lớn ở miền Nam của Trung Quốc đã gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cố tình làm nhẹ đi tính nghiêm trọng của tình hình thiên tai, mà chỉ tập trung vào tình trạng hỗn loạn ở Hoa Kỳ. Vừa qua, một video được đăng tải trên tài khoản Weibo cho thấy đám đông người đang di chuyển lên chỗ có địa hình cao hơn. Trên đường cái xuất hiện một dòng người kéo dài. Hầu hết mọi người đi bộ, cũng có người đi xe đạp hoặc lái xe ô tô. Trong đó có những chiếc xe máy chở đầy người phía sau. Người quay phim giải thích bằng tiếng địa phương rằng hồ chứa nước Long Đường và nhà máy điện bị sập. Mọi người đều chạy lên sườn núi, ở đây đều bị ngập lụt hết. Một số cư dân mạng đã đăng video trên Twitter của nước ngoài và đính kèm một dòng trạng thái trên video. Có người xem nghe hiểu được và đã dịch ra đại ý của lời nguyên gốc trong video. Hồ chứa Long Đường đã bị vỡ, hiện giờ quần chúng nông dân và những người có xe cộ đang tháo chạy đến Gia Châu. Thật quá thảm mà, lần này hồ chứa nước bên này thì bị vỡ, trạm phát điện thì bị sập. Bây giờ mọi người trên đường đều đang tháo chạy đến chỗ cao hơn. Bên này toàn bộ đã bị ngập hết cả rồi. Ngoài ra có một đoạn video cận cảnh về trận lũ lụt được cho là bờ kè của hồ chứa Long Đường ở Quý Châu. Video cho thấy dòng nước chảy xiết lao xuống từ ngọn núi sau khi bị chặn bởi tòa nhà. Nó đã gây ra một làn sóng lớn. Người quay video thỉnh thoảng kinh hãi kêu lên. Đoạn video còn cho thấy cơn lũ ập đến thật bất ngờ nên người dân địa phương không thể kịp thời sơ tán. Theo tài liệu công khai, có một hồ chứa nước tên là Long Đường ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, nằm giữa huyện Nam Đan thuộc tỉnh Quảng Tây và Quý Châu. Tin tức về hồ chứa nước Long Đường bị sập vẫn chưa được truyền thông Trung Quốc báo cáo chính thức và vẫn không cách nào xác định được tính xác thực của tin tức tại thời điểm này. Vừa qua, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trích dẫn một báo cáo mới từ chính phủ nói rằng trên toàn quốc tổng cộng có 150 con sông có mức nước vượt quá mức nước cảnh báo. Lưu vực sông Châu Giang và một số nơi khác đã xảy ra lũ lụt. Tuy nhiên, theo tin tức lan truyền trên Internet, thì hơn 10 tỉnh bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam và Phúc Kiến bị lũ lụt nghiêm trọng. Thậm chí nhiều thành phố bị ngập lụt và đường phố biến thành sông. Phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ nói chung chung về con số thảm họa, không có thông tin chi tiết về trận lũ lụt. Còn chương trình TV, trang web và trang báo chính thức vẫn lấy các cuộc bạo loạn và dịch bệnh ở Hoa Kỳ làm chủ đạo, khiến cư dân mạng Trung Quốc thở dài và không biết họ sống ở Trung Quốc hay Hoa Kỳ nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, trận lũ lụt số 3 của sông Trường Giang trong năm nay đã hình thành ở thượng nguồn. Ước tính lưu lượng nước chảy vào tối đa hồ chứa Tam Hiệp là khoảng 5.000 mét khối trên giây. Đây sẽ trở thành lưu lượng chảy lớn nhất trong mùa lũ năm nay. Hiện tại đập Tam Hiệp đã mở 9 cửa xả lũ, lưu lượng xả đạt 49.200 mét khối trên giây. Đỉnh lũ số 2 năm nay chỉ vừa mới đi qua đập Tam Hiệp, mà đỉnh lũ số 3 đã hình thành ngày hôm sau. Dự kiến trong năm nay, hồ chứa Tam Hiệp tích trữ lưu lượng nước lũ chảy vào lớn nhất với tốc độ dòng chảy lên tới 85.000 mét khối trên giây. Để đảm bảo an toàn cho các con đập lớn nhất trên thế giới, ban điều hành đập Tam Hiệp đã cho mở 9 cửa xả lũ với lưu lượng xả 49.200 mét khối trên giây. Đỉnh lũ số 3 đã lên tới Trùng Khánh. Mực nước sông Trường Giang ở trạm Thốn Than, thành phố Trùng Khánh mới hạ thì hôm nay lại tăng lên 2,5 m. Theo truyền thông Trung Quốc, các nhánh sông như sông Mân Giang, Đà Giang, Gia Lăng ở thượng nguồn sông Trường Giang xảy ra hiện tượng vượt mức cảnh báo lũ do lượng mưa lớn trên diện rộng trong thời gian gần đây. Vào lúc 14 giờ ngày hôm qua, lưu lượng nước tại các nhánh sông chính của thượng lưu tại trạm Thốn Than đã tăng lên 55.400 mét khối trên giây. Do đó đã có thông báo về việc đỉnh lũ số 3 của sông Trường Giang trong năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy để ứng phó với đỉnh lũ số 2 đi qua, đập Tam Hiệp đã phải mở 9 cửa xả lũ, lưu lượng xả đạt 49.400 mét khối trên giây. Sáng qua, đập Tam Hiệp đã mở 9 cửa xả lũ. Hiện tại, đập Tam Hiệp tiếp tục mở 9 cửa xả lũ nữa, lưu lượng xả 49.200 mét khối trên giây. Thông tin cho biết một vòng đỉnh lũ mới từ sông Gia Lăng sẽ đến từ khí khẩu thuộc thành phố Trùng Khánh và các đỉnh lũ trên sông Trường Giang sẽ ập đến Thái Viên, thành phố Trùng Khánh. Tình hình thiên tai ở thành đô trên thượng nguồn của sông Trường Giang rất đáng lo ngại. Thị trấn Cổ ở quận Kim Đường của thành đô đã yêu cầu tất cả cư dân ở nơi cư trú thấp dưới 3 tầng lầu phải sơ tán. Các khu vực tầng 1 đã bị ngập hoàn toàn. Chứng kiến thảm họa lũ lụt ở Tứ Xuyên trên thượng nguồn sông Trường Giang, có thể hình dung áp lực dùng mình đối với Trùng Khánh và đập Tam Hiệp trong vài ngày tới. Tam Hiệp nguy hiểm, Tứ Xuyên mưa bão to suốt hơn 80 tiếng và vẫn đang tiếp diễn. Tính đến tối nay, trận mưa lớn trên khắp tỉnh Tứ Xuyên đã kéo dài suốt hơn 80 giờ và sẽ còn tiếp tục. Lần đầu tiên trong năm nay, Tứ Xuyên đã phát cảnh báo màu đỏ đối với thảm họa lũ ống. Các nhà chức trách cho biết đây là trận mưa kéo dài nhất
trên phạm vi rộng nhất và cường độ cao nhất kể từ mùa lũ năm nay ở Tứ Xuyên. Hơn 110.000 người đã bị ảnh hưởng và hầu như tất cả lũ ở Tứ Xuyên sẽ đều dồn về đập Tam Hiệp. Theo truyền thông địa phương, trận mưa lớn đã kéo dài hơn 80 giờ và vẫn sẽ tiếp tục. Sông Thanh Giang nhánh chính cùng với một số nhánh phụ của sông Bùi Giang và một số phụ lưu của sông Mân Giang, sông Đà Giang và sông Gia Lăng có mực nước vượt quá mức nước cảnh báo. Gần 20 tỉnh, thành phố và khu vực đã ban bố cảnh báo lũ lụt màu đỏ và vàng, đường sắt, hàng không, đường cao tốc đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa. Theo báo cáo, lượng mưa lần này trút xuống rất mạnh trong vòng 1 giờ. Lượng mưa ở huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An đạt 156mm và xuất hiện lượng mưa cao thứ hai trong lịch sử, lên tới 428,2mm. Hơn nữa, quá trình này diễn ra trong thời gian dài suốt 82 giờ qua và sẽ còn tiếp tục. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo màu đỏ đầu tiên về thảm họa lũ ống trong năm nay. Tại Thành Đô và nhiều thành phố khác, gần đây liên tục xảy ra những trận mưa xối xả, mực nước sông vượt mức nước đảm bảo, lũ đổ thẳng vào thành phố gây ra tình trạng ngập nặng. Điểm thắng cảnh của núi Thanh Thành ở Đô Giang Yển đã đóng cửa do tình hình thiên tai nghiêm trọng. Các bậc thang của núi Thanh Thành đã biến thành sông suối, chảy xiết trong núi. Lũ lụt và lở đất bùng phát với sức tàn phá khủng khiếp ở miền Trung, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Mưa lớn cũng đang tấn công lưu vực sông Hoàng Hà, gây ra lũ lụt ở nhiều vùng của Trung Quốc. Sau trận lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực sông Trường Giang vào tháng trước, mưa lớn lại tiếp diễn ở khu vực sông Hoàng Hà, một tuyến đường thủy lớn khác của Trung Quốc. Hôm qua, một tòa nhà 646 năm tuổi ở thành phố Tây An đã bị sập một phần, khiến ít nhất 4 người bị thương. Thành phố Tây An thuộc phía Tây của Trung Quốc nằm ở vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Nước lũ đã gây ra ngập lụt ở thành phố làng mạc tại các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam. Các tỉnh này cũng thuộc vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, các nhà chức trách lại cho xả lũ từ hạ lưu đến vùng nông thôn của tỉnh Sơn Đông trên bờ biển phía Đông. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc thông báo khu vực thượng nguồn sông và khu vực đông bắc của Trung Quốc sẽ phải hứng chịu những trận mưa bão lớn. Các khu vực phía Tây Nam của Trung Quốc như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quỳ Châu và Tây Tạng cũng sẽ có mưa lớn trong những ngày tới. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo. Quý vị thân mến, ngay từ đầu năm 1991, giáo sư vật lý Trung Quốc Tiền Vĩ Trường từng gửi công văn nêu rõ nguy hại từ việc đập chứa nước của Tam Hiệp bị vỡ sẽ khiến cho 6 tỉnh hạ lưu sông Dương Tử trở thành đầm lầy, hàng trăm triệu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Ông cho rằng đập Tam Hiệp còn có thể trở thành mục tiêu tấn công của kẻ thù bên ngoài. Với trình độ công nghệ đạn đạo hiện đại, đập Tam Hiệp không có khả năng chịu đựng sức công phá. Do đó, ông Tiền ngăn cản nhất quyết không được khởi công xây dựng đập Tam Hiệp, nếu không thì đây là một hành động ngu ngốc, chẳng khác nào thanh gươm Domeres. Phí Lương Dũng cũng cho rằng đập Tam Hiệp khổng lồ vốn không có tác dụng lớn trong việc chống lũ, năng lực phòng ngự, ngược lại còn phá hoại nghiêm trọng đến khí hậu và môi trường sinh thái. Ông Phí nói trong băng ghi âm rằng, sau khi đập Tam Hiệp được hoàn thành, nó đã có tác động rất lớn đến khí hậu dọc theo sông Dương Tử ở Trung Quốc. Điều đầu tiên mà mọi người ai ai cũng thấy là hết lũ lụt rồi đến hạn hán, hiện tại ảnh hưởng nghiêm trọng tới cân bằng sinh thái. Cái này nhiều tài liệu đã nói rồi. Một tài liệu khác cũng nói rất rõ ràng rằng, từ thượng lưu sông Dương Tử đến khu vực đập Tam Hiệp thường xuyên phát sinh các vụ lở đất nghiêm trọng. Đây là một hiện tượng hư hại địa chất vô cùng nghiêm trọng. Chuyên gia thủy lợi, giáo sư Đại học Thanh Hoa là Hoàng Vạn Lý cũng từng kịch liệt phản đối dự án đập Tam Hiệp. Ông cho rằng con đập này nhanh chóng sẽ bị bùn cát ứ đọng, tích tụ. Tuy nhiên, giáo sư Hoàng Vạn Lý đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc dán nhãn phần tử cánh hữu, buộc phải im miệng. Lúc ấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hợp tác chặt chẽ với Liên Xô, mà các chuyên gia Liên Xô không biết một chút gì về lượng trầm tích của Hoàng Hà, không hề biết chút gì nên bảo Trung Quốc cứ xây đi. Thế là Trung Quốc vừa xây đập Tam Hiệp chưa được bao lâu thì bùn cát đã tích tụ rồi. Hiện tại không chỉ đập Tam Hiệp toàn diện hư hại mà còn khiến nước sông chảy ngược, dẫn đến hệ lụy cho vùng cao nguyên thượng lưu vốn rất trù phú và đông đúc, nay đã trở thành khu vực hoang phế. Ảnh hưởng của đập Tam Hiệp là vô cùng nghiêm trọng, vô cùng thê thảm và đau đớn. Nếu con đập ấy bị sụp đổ thì chính là đại nạn cho dân tộc Trung Hoa. Năm đó, Giang Trạch Dân lên nắm chính quyền đã không màng đến cảnh báo của các chuyên gia về những mối tiềm ẩn nguy hiểm của đập Tam Hiệp, đã hạ lệnh thi công công trình. Ông Phí Lương Dũng nói, quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc thích đo to bố lớn nhưng lại thiếu hụt nhân cách, đó chính là nguyên nhân gây ra đại nạn cho người Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.